Mọi người tránh ra để xe cứu hỏa ZT chớp chạy nè. Khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp. Xin chào các bạn, chị Lilac đây nè. Hồi nãy giờ chắc là các bạn thấy lạ lắm đúng không? Tại sao Z của tụi mình á lại ở trong một bộ dạng ngộ nghĩnh và mới lạ như vậy? Bạn ấy đang trong hình dạng của xe cứu hỏa đi dập đám cháy đó. Mà ngày hôm nay nè, chị Lilac á sẽ cùng với các em chơi một bộ đồ chơi rất là hấp dẫn luôn. Đó là bộ đồ chơi Super Queen, dòng robot biến hình xe cứu hộ. Mình á sẽ cùng gặp gỡ những nhân vật rất là dễ thương ngày hôm nay luôn đó. Thôi, bây giờ chị em tụi mình sẽ bắt đầu nha. Tránh đường ra, cảnh sát Bon đây, cảnh sát Bon đây. À, Lilac chào chú Bon. Chú Bon đang đi làm nhiệm vụ hả? Đúng vậy, chú Bon đang đi làm nhiệm vụ. Ủa, vậy sao chú ở đây chi vậy? Chú cũng không biết tại sao tự nhiên xe bị dừng lại nữa. Thôi, xe đang chạy mà dừng lại như vậy là chắc là gặp vấn đề gì rồi nè. Vậy bây giờ chú về trạm bảo dưỡng đi. Chú muốn về nhưng mà chưa biết về bằng cách nào. Lilac sẽ giúp chú Bon bằng cách gọi điện thoại cho DZ nha. Đây là điện thoại của DZ. Alo, DZ nghe đi ạ. À, chú Bon gặp nạn hả? Dạ, dạ, DZ sẽ tới ngay, tới ngay. DZ lên đường, đi, 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 đi. Ủa? Tự nhiên ai lại để một đống cát với sỏi ở giữa đường vậy nè? Để như vậy, đường phố như vậy thì làm sao mà mọi xe khác di chuyển được chứ? Ủa? DZ, sao bạn lại đậu xe ở giữa đường vậy? Nè, bạn không thấy hả? Mình né ra cho bạn nhìn nè. Trời đất ơi, ai mà vô ý thức vậy? Tự nhiên lại để cát đá giữa đường. Bây giờ mình có việc gấp mà phải đi, mà đường như vậy thì làm sao mà đi? Ừ, bạn nghĩ ra cách gì chưa? À, mình nghĩ ra rồi. Gọi cho Danny đi. Ừ, và chỉ bằng một cú điện thoại thôi thì nhân vật mà DZ và Jet đang cần xuất hiện ngay lập tức. Có chuyện gì mà DZ gọi cho Danny vậy? Donnie ơi, giúp mình đi. Bạn nhìn kìa, dưới đất đó. Donnie sẽ ra tay ngay. Rồi, sẵn sàng. Rồi, Donnie đã hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn Donnie nhiều nha. Donnie thật là quay đó, giúp được cho mình với Z luôn. Z cũng cảm ơn Donnie nha. Bây giờ tụi mình đang rất là vội, đi trước đây. Chú Bon ơi, chú sao rồi? Chú cũng không biết nữa. Con kéo chú về trạm bảo dưỡng đi được không? Dĩ nhiên là được rồi. Chú Bon sẵn sàng chưa? Rồi, lên đường. Các em ơi, các em thấy bộ sản phẩm ngày hôm nay như thế nào nè? Chị thì thấy cực kỳ thích thú luôn nha. Tại vì sao? Nhân vật nào cũng thật là hữu dụng, thật là giỏi giang đúng không nè. Donnie thông minh thì đã giúp cho Jet và DJ bỏ đi cái đống cát ngay giữa đường đúng không? Còn Jet thì đã dập tắt được một đám cháy và không biết cứu được bao nhiêu là người luôn. DJ thì đã giúp cho chú Bon về được trạm bảo dưỡng. Còn chú Bon thì cũng đã giúp cho rất là nhiều người trong công việc của chú luôn. Ai cũng giỏi hết trơn á. Ủa? Mà có điều là sao bữa nay bốn nhân vật của tụi mình lại trở thành xe cứu hộ hết vậy ta? À, tại vì các bạn ấy đã biến hình từ robot thành xe cứu hộ để giúp đỡ mọi người. Bây giờ chị Lilac sẽ giúp cho bốn bạn của mình trở thành robot trở lại nha. Chú Bon trước. Ha, chú Bon đã biến hình xong chỉ trong 3 bước cực kỳ đơn giản. Bây giờ tới DZ nha. DZ lốc xoáy. Tiếp tục sẽ là Jet. Đây chính là Jet tia chớp. Bây giờ sẽ tới Donnie thông minh nhà mình nè. Donnie xuống đây trước nha. Rồi, đây chính là Donnie thông minh, Jet tia chớp, DZ lốc xoáy và cảnh sát Bon. Các em thấy thế nào nè? Đã quá đúng không? Ngày hôm nay á, bốn nhân vật của tụi mình đã mang đến cho chúng ta những giờ phút thư giãn cực kỳ thoải mái và cũng cực kỳ hoành tráng luôn đúng không? Còn bây giờ chị phải đưa bốn robot này về trạm bảo dưỡng để cho họ sẵn sàng cho những trận chiến tiếp theo.
Tạm biệt các em. À mà đừng quên là like và share video này để bạn bè của các em biết tới vương quốc đồ chơi của chị Lý Lắc, biết tới bốn người bạn dễ thương này. Và đừng quên subscribe kênh YouTube My Kingdom. Tụi mình sẽ còn gặp gỡ nhau trong những video về những món đồ chơi còn xinh xắn, đẹp và hoành tráng hơn nữa. Chào tạm biệt.